mình ngẹn qua nè, xong mình ngẹn qua nữa nè, xong chạy từ từ nè, rồi ngửa đầu lên một chút là ôi vậy á, chạy vừa nhổng đầu vừa lên nữa là té xe. Anh nói vậy nè, ôi xong rồi con té xuống nè, ôi xong nè, con té xuống vậy nè, con chiếc xe mô tô nè nó là quanh nè, xong nó ngừng lại nè, nó chạy ra luôn. Cái gì nó không biết, có cái lì nó không biết à. Chị bán hết vé số hả chị? Dạ. Sáng chị lấy bao nhiêu tờ? Dạ có 120 à. 120 tờ. À, nhà chợ ở đâu? Nhà chợ con trong đây nè. Chú biết nhà để chiều chợ đó chứ thấy cái xe. Nó, ông nói tôi. Chiều xuống lửa. Chị không hỏi ông đi. Xuống cái hàng đi ông lửa. Ê, thôi con xuống nhà ông không biết rồi. Cảm ơn ông đi. Ông ơi ông. Thì cho mấy chú quay xong đi rồi đi với ông. Chú quay đi rồi chiều đi, chiều rảnh rồi xuống nhà lại. Dạ, nhà chú rồi. Nhận tay trên hình đó. Gần cái sạn Cửu Long á. Ở cái sạn Cửu Long chút xíu. Ông ơi ông, mua cho một lon nước nè. Trời ơi. Vô đây chú mua cho nè. Con uống gì con lấy đi. Chiều ông tặng cho xe đạp rồi. Rồi đâu con chơi sao đâu, chơi chú xem. Được không? Rồi sướng quá ta. Chơi được chú mới tặng nha. Ô biết chơi nè. Về chạy trước đây hả? Dạ. Nào chú. Rồi con gắn vô sao. Con gắn vô sao đâu. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi lượm lại. Hả? Cho chú mua chỗ. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Con tính chỗ hả? Con cảm ơn nhiều quá chú. Chỉ còn chú sao chú mua chỗ rồi. Vâng, còn nhớ chú là ai không? Bây giờ đó. Nhớ. Dạ. Chú là người mà. Dạ 5 giờ là chỗ xe nước quế đặng mẹ con coi đặng á. Dạ. Mẹ con không bám vòng vòng cái đó đó. Dạ. Vui chú đừng có làm. Đi chiều chú biết cho nó lỡ xe nào vừa nó nói là chăng á. Dạ. Con cảm ơn chú. Rồi, bây giờ trò chuyện với chú xíu được không? Nói chuyện với chú xong đi đặng đi về coi em. Ừ, chú chỉ xin 5 phút thôi. Dạ nói chuyện lẻ chú đi rồi hồi chơi con. Dạ. Là chú nói vậy, chú nói thì, như hôm qua chú nói đấy là chú hâm mộ con đấy, con nổi tiếng quá, chú hâm mộ chú thích con á. Hôm nay chú gặp con một xíu, có quà tặng con nè. Để mai chú lại đi về Sóc Trăng rồi, chú đâu có được gặp con nữa đâu. Ủa giờ lại mấy anh của con Sóc Trăng hả? Dạ, để mai em xuống nói chia sẻ hoàn cảnh khó khăn khác á. Vậy chú món quà gì? Ừ, có món quà đặc biệt dành cho con luôn. Thì một chút nữa chú sẽ cho con xem ha. Nhưng mà con nói chuyện với mấy chú kìa. Đấy. Nhưng mà bây giờ á, bây giờ con chú hỏi lại này, bây giờ có còn nhớ chú là ai không? Nhìn chú coi. Nói đây, chú qua chở con đi đó. Hả? Không nhớ hả? Để cái này nó đừ lắm rồi. Để xin nó đi mua kem ha. Nhưng mà con biết. Đừ quá trời. Chỗ mua kem á. Đấy hả? Hay là để con chỉ luôn cho. Vậy hả? Nhưng mà nãy giờ con không muốn nói chuyện với chú buồn quá à. Bây giờ chú chuẩn bị về Sóc Trăng nè. Mà chú kẹp tiền quá cho chú mượn khoảng 50 chú đổ xăng được không? Con không có 50. Đó thì 100 ngàn đi. 100. Tiền của con đâu hết rồi? Tiền con làm cái gì con nói chú nghe. Tiền của con đâu hết rồi? Tiền của con làm cái gì nói chú nghe kìa. Tiền con để làm cái gì? Con để đâu? Có tiền. Sao hôm nay nói chuyện buồn thế nhở? Ừ. Cái này là cái gì con? Kìa nói chuyện với chú kìa. Bye. Nhưng mà làm sao để bay được ta? À, cây mình gút cái ở dưới này nè. Vậy hả? Đó này nó quay lên từ từ nè. Rồi buông ra nè cho nó bay lên nữa. Ồ, ai chỉ con làm? Như là trực thăng vậy đó. Ai chỉ con làm vậy? Mẹ con. Ừ. Đâu con làm cho chú xem nào. Tôi mất công chú không chập kẹp đâu. Không chập kẹp đâu rồi? À, thấy không? Oh. Nó rắp cắp chú. Thấy đứng lại. Rồi, một xíu nó lượn bây giờ như thế này ha.
chú có một phần quà chú lì xì cho con này để mình mua đồ chơi ha, hoặc là mua mua kẹo ăn nhá. Thôi con chỉ thích mua đồ chơi. Không, mua đồ chơi, cái đồ chơi nhóc rồi để dành tiền. Là để dành tiền nuôi heo. Ý là chú cho con xin một ngàn để mua kem đi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai tuần này đủ mua kem không? Hai tuần này đủ mua 70 cái kem với 80 cái kem hả? Ủa vậy hả? Nhưng mà con ăn nhiều vậy xuống hết răng làm sao? Là nó đầy bụng cái nổ bụng hả? Vậy hả? Vậy bây giờ chú cho con một tờ thôi ha. Thay vì ăn nhiều nổ bụng thì bây giờ cho một tờ thôi. Một tờ là mua được 5 triệu cây. Là cũng nổ bụng. Nhưng mà con thích lấy hai tờ hay một tờ? Một tờ thôi ha. Ăn nhiều và nổ bụng ha. Cho suy nghĩ lại, cho suy nghĩ lại. Cho suy nghĩ lại. Nói chuyện kìa. Dạ. Nói chuyện xong rồi chơi. Nào, đi theo chuyện với chú xíu nào. Nói chuyện chú kìa. Chuyện với chú xíu nào. Quang. Mấy tờ kìa, trả lời chú kìa, mấy tờ. À, vậy bây giờ con lấy không? Không lấy để chú cất này. Lấy một tờ à. Lấy một tờ thôi. Rồi tại sao? Tại sao con chỉ lấy một tờ? Thì chứ chỉ lấy một tờ thôi để mua một cây nè. Để người ta thối tiền lại để cho heo ăn. Để cho heo ăn. Hay là bây giờ con lấy hai tờ đi rồi con lì xì cho chú lại nằm một tờ để chú đổ xăng. Thế là... Được không? Mà thôi. Hả? Chú lấy tờ đó để xăng đỡ đi. Hả? Qua con cho chú chỉ ăn cơm á, mà hôm nay chú ăn hết tiêu rồi. Bởi vậy chú chịu lấy tàu đổ đi. Thế hả? Bây giờ con xin nó con cho chú thêm tờ nữa được không? Rồi con cho chú xin tờ này luôn được không? Nhưng ở ngay chỗ chú ăn cam có một tờ đổ của con á. Ở đâu ra? Mẹ lấy của con á. Lấy hồi nào? Tàu đổ giờ nè, tàu nhiều tàu. Tôi đổi nhiều nè, người ta cho con nè. Nè, cho nhiều tàu nè. Rồi, con bỏ cho heo nè. Mẹ lấy một tàu đổ con. Có nhiều tàu đỏ. Rồi bây giờ con xuống con đập con heo ra coi trong tổng bao nhiêu tờ con nói mẹ lấy của con. Thiệt không? Chắc chưa? Chắc chưa? Con chắc chưa? Chị ơi, em cũng qua. Con muốn chụp anh. Duyên gặp bé. Con muốn chụp anh. Em cũng rất là quý bé sau khi mà xem một vài clip về bé. Thôi nói chuyện nè. Rồi xíu nữa ha. Cho chú nói chuyện với mẹ một xíu. Để cho chú nói chuyện với mẹ xíu rồi lụm. Thì em cũng hay chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Để biết hoàn cảnh của mình như vậy. Dạ. Chị cũng làm cái số này bé cũng rất là ngoan. Dạ. Thì em cũng thay mặt bạn đưa cho mình chú tốt của em ấy. Dạ. Em trích ra 1 triệu. Dạ bạn tỉnh em bạn trước rồi ủng hộ cho gia đình mình chú không lên cần chị cho bé. Dạ. Đó chị nhá, thì chị mua bé thích gì chị mua đồ cho bé thùm em. Dạ. Dạ. Ôi. Đây là 1 triệu của chú Thanh Dương, một mạnh thường quân ở nước ngoài. Dạ. Có lấy một tờ em thay mặt chú là gửi cho mình 1 triệu nhá. Dạ. Dạ. Em cũng gửi lời cảm ơn chú. Dạ. Có sao con? Lấy một tờ đấy hả? Từ trước đến giờ có bao giờ mà con đi bán vé số mà được người ta cho tờ này chưa? Con nhớ mấy chú này hôm qua chở con đi mua xe không? Nhớ không? Đi mua xe, mua dép, mua kem đồ nhớ không? Hôm qua con lì xì cho chú có trời tiền mà. À con cho chú có trời tiền luôn mà. Cho chú tiền ăn cơm, tiền đổ xăng nè. Mà chú không lấy. Bây giờ lấy. Thì con hết rồi. Rồi con lại có một tàu đỏ à. Hay là đổi không? Đổi không? Đổi. Thôi, đưa tờ đỏ đây cho chú. Chú cho con tờ này. Thế được, nhưng đợi chụp hình xong cái. Rồi ra ngoài lấy. Là không được vô đây chơi với bạn. Chị trả đi cho chú nè. Ủa sao nhở? Tính xin chú tờ này để dành để cho heo ăn đó mà chú không cho đâu. Chú cho con mà. Chú cho con nhưng bây giờ chú xin con tờ đỏ. Chị cổng đi. Hả? Chú xin tờ đỏ. Tờ đỏ ít hơn tờ này mà. Tờ này nhiều tiền hơn tờ đỏ ấy. Đúng không? Ôi trời, nói đùa chứ chú giỡn con ấy. Chú lì xì cho con luôn này. Này, con cho con hai tờ luôn. Bề nhét heo ha. Cả. Hả?
về nhắc nhá. Thôi cảm ơn, cảm ơn cho chú vui ha. Thôi mai mốt giàu á. Kìa chú nói chuyện với con kìa. Mai mốt một con nổi tiếng hơn ấy. Mà có nhiều tiền thì giúp chú nha. Dạ. Ừ. Rồi em cảm ơn chị ha. Dạ, chị dạ. Cho bé chị nhá. Dạ dạ. Vậy là cái người mà nãy nói nấu cái này bài lên nó đi về nhà trọ là vô gửi lì xì cho bé là bên anh đó không? À, em được đấy. Có biết đường nhà nhà chú kia rồi. Chú nào? Chú nào? Đường nhà chú kia. Nè đường đó hả? Chứ chú đó dẫn đi hai lần rồi. Chú mà mua cho chiếc xe đạp á, cái đòn á. Ủa cái đòn. Là chú Hoàng Xanh. Chú Hoàng Xanh á. Không biết nhà chú Hoàng Xanh nè. Có phải nhà chú Hoàng Xanh đâu, đó là nhà bạn chú Hoàng Xanh á. Nãy chú Hoàng Xanh dắt con về bánh chơi thôi, nhà bạn chú Hoàng Xanh chứ phải nhà chú Hoàng Xanh đâu. Rồi bữa nay con nổi tiếng thì có ai mà tìm mấy con nữa không? Không. Hả? Qua giờ nổi tiếng thì có mình cho bạn coi nhau không? Đấy. Trời. Ra lộ bây giờ đi nè. Bạn. Kìa chú kêu con kìa. Lửa. Con tên gì? Con tên gì vậy? Con tên Lửa. Thiệt không? Không? Kìa chú hỏi con gì kìa. Có thích đi Sài Gòn không? Lên ở với chú không? Lên chỗ đấy đồ chơi nhiều lắm, kem nhiều lắm. Bạn, lấy giùm mình đi. Không thể trả lời được. Kìa chú nói chuyện với con kìa. Để hỏi chú cho chú về kìa, xa rồi. Khác luôn. Chỉ có lúc nó đi bán vé số là nó nói chuyện dữ lắm, hỏi gì nó trả lời đó, hỏi gì trả lời đó. Đây người ta thấy mấy cái clip của anh Hoàng Xanh quay á, thấy không? Đây người ta nổi tiếng rồi. Không? Tiếng rồi làm giá rồi. Đấy, khóc quá thì khóc. Bé Lửa này là con thứ mấy trong nhà chị? Thứ ba. Thứ ba ha. Là chị còn một bé lớn mấy nhỏ nữa. Còn bé lớn mấy nhỏ nữa. Bé lớn chị mấy tuổi rồi chị? Bé lớn 10 tuổi. Bé nhỏ. Bé nhỏ 4 tháng. Vậy là giờ mình vào đây trò chuyện với mấy chú đi. Vậy là bây giờ mình phải nuôi ở nhà chăm một đứa bé nhỏ nha. Dạ. Bé nhỏ nha. Dạ, giờ nhờ người ta ngó giùm coi chừng nào nó đói về cho nó bú dạng như đi dây lát hay về cho nó bú. Nó còn nhỏ nó cũng dễ, nó chừng nào nó đói nó mới khóc. Dạ. Gì vậy? Quậy quá à. Quá quậy rồi. Thiếu động ghê luôn. Dạ. Sáng giờ bé Lửa đi chơi đâu với bé Lửa? Con đi đâu nói cho mấy chú nghe kìa, đi đâu? Kể cho chú nghe đi. Đi đâu? Đi đâu chơi à? Đi đâu từ sáng giờ? Thì chỉ đi vòng vòng có được chơi với ai đâu. Giờ chị mới được chơi với bạn. Còn đi vòng vòng không mà chứ không được chơi gì hết hả? Chỉ được chơi với bạn này thôi. Bạn con tên gì con giới thiệu cho ông bà biết đi. Không biết. Bạn con tên gì kìa? Không biết tên gì. Ủa bạn mà không biết tên là sao? Thì con chưa hỏi tên bạn con. Sáng giờ bé Lửa đi chơi không có bán vé số cho mẹ. Có không? Có bán không? Có không? Bé Lửa xuống găng hết trơn rồi, nghe găng cho ông bà của chú coi. Găng nó hết rồi, găng nó hết rồi. Có ăn kẹo không? Xạo. 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 Có nhiều tiền. Có anh con cắn tay mẹ lần nữa không? Hồi nãy cắn chảy máu rồi nè. Đâu? Giỡn không được, cái áo này giỡn không được. Cắn ở đây nè, chảy máu rồi nè. Hồi bây giờ mới cho con coi. Đâu? Hồi bây giờ mới cho con coi. Sao vậy? Lửa nè. Kìa, nói chuyện kìa. Sao nãy con về con cắn chảy rồi? Sao cứ nói chuyện ngoài vậy, không chụp hình luôn đi. Chú đang chụp hình con nè. Quạo rồi. Làm kiểu lên nè. Quạo rồi, chú bị quạo nữa rồi. Khỏi chụp luôn đi. Khỏi chụp luôn hả? Chặt luôn rồi, chết luôn. Trốn luôn rồi. Ôi anh nói mấy chuyện với mấy chú, chút nữa đi đi nè. Thôi rồi, Hạnh. Sao gì trời, trốn vậy? Chặt lên, đi đâu vậy? Trời
rồi con làm kiểu đi chú, chụp hình một tấm nào cho ông bà xem nè. Kìa chụp rồi làm kiểu đi, chụp hình cá nữa rồi xong kìa. Đây mà cầm cho, rồi làm kiểu đi, kiểu sao? Ui lép. Ôi vui trời ơi. Rồi làm kiểu kìa, cười lên này, cười lên. Không làm. Rồi cười lên, cười lên, cười lên. Cười lên, cười lên. Cười lên kìa. Không có cười. Chụp hình rồi con phải cười lên mới đẹp chứ. Không. Rồi làm kiểu đi, làm kiểu đi. Giống nhờ. Rồi. Kiểu khác coi, còn kiểu nào nữa không? Không. Không quan kiểu làm kiểu sao, kiểu gì còn giống cái này vậy. Đó, đẹp quá. Tới giờ rồi đó, tới giờ rồi đó. Cũng chơi với bạn con. Cũng chơi với bạn hả? Chụp hình xong chưa? Xong rồi. Ngày như buổi chiều mình là mấy giờ mình đi lấy mấy số hả chị? Dạ 4 giờ giống như hôm qua vậy, 4 giờ lên lấy. Bán buổi chiều với buổi sáng là hả? Không, buổi chiều thì nó không có bán, có mình em bán à. Buổi chiều mình đi lấy cái số sẵn thôi. Dạ, lấy cái số buổi chiều xong rồi em lấy cái giò xong rồi em bán khoảng tầm tiếng đồng hồ. Rồi mấy mẹ con mới về đây. Chỉ bán buổi sáng thôi. Dạ, nó chỉ bán chút xíu buổi sáng thôi, còn buổi chiều là em bán. Dạ. Và ba của bé ở nhà làm gì hả chị? Dạ, nó đi làm bê. À, làm bê là làm thợ hồ á. Dạ. Rồi chị với bé lưỡi thì bán cái gì hả chị? Dạ, bộ lên đi thật thôi. Ở nhà thì bé nó vẫn hiếu động gì hả chị? Dạ, nó quậy hơn vậy nữa. Quậy hơn nữa ha. Kiểu như ở nhà quen còn quậy hơn nữa. Đi đâu vậy Thịnh? Để thấy con. Xin xe nha con. Đừng có lu bu nha, vô ngồi đàng hoàng coi. Xong đi lấy vé. Con cá nữa. Đi chứ, ông trông chơi vậy. Rồi. Con nghe nổi. Đi vô đây nè, chú mua nước giọt xuống. Nước hoài vậy. Rồi đi vào. Dạ dạ. Nước uống nè. Dạ. Nè. Uống nước gì? Quay chúng cái nào là mấy lửa quay chúng chai nào là mua cho đó ha. Anh bắn nước anh ơi. Rồi con quay chúng chai nào. Quay được không? Quay được không? Được. Càng nhầm. Nước này ha. Rồi chúng chai nào. Rồi. Muốn gọi luôn. Để rồi. Thôi con chỉ đi, con chỉ chú lấy cái chai nào. Cô thích uống cái nào? Không lâu. Không lâu. Không, thầy con không chơi đâu chứ nó buồn hỏi. Con để ha. Rồi ra ngồi với mẹ đi. Uống nước đi con. Chú mua cho cái thẻ khác đi. Ờ, con nãy chơi con có rồi kìa. Một cái được rồi con. Chơi một cái được rồi. Nào uống này đi. Uống nước đi, một cái được rồi. Uống nước rồi, lấy nước chú cho thêm cái nên. Ngoan đi. Cái gì à? Con ra ngoài ngồi chú nói chuyện nè. Đi ra ngoài chú nói chuyện đi. Còn thông nào nè. Uống nước luôn đây. Hả? Uống nước được con. Thôi nằm ngay con, thôi nằm ngay con. Thôi ngay đây. Thôi nằm ngay đây. Thôi nằm ngay đây. Thôi nằm ngay đây. Thôi nằm ngay đây. Con uống nước đi. Nè, nghe. Ra ngoài nói chuyện với chú đi con. Nè. Đó, thôi chuyện chú đi. Đó. Tôi cho mấy cái thẻ rồi đó. Đi đi ra ngoài nè. Lấy chai nước cầm chai nước cho con. Mà có ly đâu để uống có uống. Ờ có cái ly mới có uống được. Chú mở không còn nè. Để mày mở cho. Nè mày mở cho kìa. Nè. Ai. Ở nhà bé nó còn cái tài năng gì khác không chị? Nó có hay hát hay gì không? Nó hiếu động vậy. Nó muốn làm gì nó làm đó à. Dạ. Muốn làm gì nó làm đó. Nó hút cái quậy rồi. Hút cái quậy luôn hả? Hút cái quậy luôn. Đã chưa? Sao đã chưa? Lại về mẹ tắm cho con nè. Ồ. Tắm cho con đừng đi ra ngoài lấy xe kìa. Nè con. Đây ngồi đây. Ủa con không cho cô chơi bạn đi. Chiều về chơi. Lấy vé xong đi ra ngoài cho con lấy xe về cái rồi mẹ cho con về chơi. Con quên. Hồi nãy ông bác hứa cho con chiếc xe đó con nhớ không? Dạ. Ừ, về tắm rửa sạch sẽ ha, thay đồ mới lên nè. Rồi đi ra đó lựa xe đẹp.
ông cho con ra con tự lựa kìa, cái chỗ mà con đòi mua xe con nhớ không, chỗ mà con nói mẹ có tiền mua cho con xe á, chỗ xe mô tô hả? Ừ đúng rồi. Ôi sướng quá, xe mô tô đó. Cứ nói mẹ chừng nào có tiền mua cho con cái xe đó nghe, chứ không có đòi như người ta, chừng nào có tiền mới mua, không có đòi được chỗ đó. Wow, nay được là quá trời đồ luôn ha, nay được tặng quá trời luôn. Nữa nè, con ra đây con mô tả cho xe mô tô cho ông bà xem như thế nào đi. Xe mô tô làm sao? À, xe mô tô khi mình chạy đó nè, mình cần làm vậy nè. Oh, mới chạy được. Rồi chạy sao mà chạy sao, rồi chạy sao, rồi chạy sao. Đầu tiên mình thấy xe là mình nghẹn qua nè, xong mình nghẹn qua nữa nè, xong chạy từ từ nè, rồi ngửa đầu lên một chút là ôi vậy á. Nhưng mà chú thấy ngồi xe nó mỏi lưng hết. Không có đâu. Cái đó còn, cái đó thì dẻo lưng á thì tốt hơn, là cái đó không mỏi. Mỏi lưng hơn xe đạp con. Cái mỏi lưng như mỏi lưng muốn chết luôn. Rồi con chạy có nẹt bô không? Hả? Có nẹt bô không? Nẹt bô là để chạy vô nhổng đầu vô lên nó là té xe. À nói vậy nè. Ôi xong rồi. Xong rồi con té xuống nè. Ôi xong nè. Con té xuống vậy nè. Ôi chiếc xe mô tô nè. Nó là quanh nè. Xong nó ngừng lại nè. Nó chạy ra luôn. Cái gì nó không biết, có cái lì nó không biết à. Nhưng mà con không làm xe đạp như vậy được. Cảm giác mà con có xe mô tô ra sao ta? Là con chạy nhanh lắm. Chạy nhanh lắm. Nhanh như tốc độ. Nhanh như tốc độ. Mẹ xe mô tô đi bán số. Còn xe đạp á thì để dạy. Có chiếc xe đạp rồi mà hồi nãy nó về nó mẹ ngày mai cho con lấy xe đạp đi bán số nha. Dạ. Con chạy đi bán số. Thôi giờ đổi xe đi. Xe mô tô. Ý là con đổi đi trước xem con không. Còn để anh đầu xuống nè. Đây mà còn chỗ đó chứ sao con còn không? Còn. Ủa chỗ trong hả? Ừ. Xe nó vậy hả? Ừ rồi mẹ ra ngoài, ra ngoài sân mẹ ngủ. Ủa mẹ ngủ đâu? Mẹ ngủ dưới đất rồi con để xe lấy gì mẹ ngủ, mẹ ra ngoài sân mẹ ngủ. Thôi mẹ không có thể nằm ngủ dưới đất bên đây được hả? Cái chỗ mình hả? Mẹ ngủ đó hả? Ôi mẹ, cái mẹ không ngủ gần giường. Cái mẹ ngủ, mẹ không chịu ngủ gần giường là sao con không làm. Vậy thôi để xe ngoài ha. Thôi, để xe ngoài ai lấy sao? Tâm minh không? Sợ chậm mẹ ngủ đó. Gần cái giường đi. Có giường đâu, ngủ gần giường, nằm dưới đất ngủ mà. Ủa chú Vũ với em hả? Ủa chồng có ngủ giường không? Đâu có giường đâu. Ừ đúng không? Ngủ dưới đất mà. Con có thấy. Thấy gì? Thấy giường đâu, không có giường đâu. Mẹ với em với chú Vũ nằm trên giường, con nằm ở dưới đất. Con nằm kế xe con phải không? Đáo Vũ. Nè, tối nào con ngủ nè. Ai mà đẩy cái xe đi mà. Chúng con chút có là con tỉnh dậy coi. Con la làng lên. La làng sao? La làng vậy nè. Bây giờ. Ủa người ta lấy đồ của con là con la sao? La sao? La như nãy á. Không phải. Con phải báo công an chứ. Con la sao? Ăn trộm. Sao mà biết sống mà. Từ ngày con biết nói, con biết nói ăn trộm là sao? Ừ, sao? Là kêu ba hay mẹ lại để báo công an. Rồi người ta lấy đồ của con là trước tiên là con la làm sao? Mất khùng đi. La như thế nào? La ăn trộm. Sao thường ngày con biết nói? Con biết nói người ta ăn trộm. Tránh ra đi, để mình ngồi bên đây. Vui. Đó rồi xong chưa? Khùng quá. Không, mấy nhà trọ nhỏ quá. Để cho lửa với mà chiếc xe mô tô ngủ ở ngoài hành lang được không? Sao rồi? Con nằm kế cái xe mà. Phải giữ cho nó an toàn. Ừ. Chứ không tô mắt là tiêu rồi đúng không? Thì không, trọ nhỏ quá không ở trong đó được á. Để ở ngoài lang cho con. Tô bự hả? Ừ. Ăn con chạy xong tô nhỏ.
thì con bây giờ không có chỗ đúng không? Thì con ngủ ở ngoài chứ chiếc xe mô tô luôn, chịu không? Không. Ngủ ngoài lỡ, lỡ có con gì nó lâu xuống dưới rồi sao? Rồi con mua mô tô đó, con có bằng lái chưa? Con sợ chứ không? Con nói đâu cần bằng lái đâu. Con chạy mô tô con có bằng lái nha. Rồi chưa cái mỏ kìa. Sao không cần con? Con xe chạy mô tô là vẫn phải cần bằng lái nè. Xe Honda là cần bằng lái hết chứ có xe bảo hiểm nữa nha. Ủa con xe mô tô cần lái luôn hả? Cần bằng lái. Con có bằng lái chưa? Vậy thôi, con không mua được rồi. Có không? Ủa có thẻ hả? Có bằng lái chưa mà nào chạy mô tô? Ừ. Bằng lái gì vậy? Bằng lái xe để chạy không bị giao thông bắt. Con nít mà bị bắt cái vậy? Thì con nít con mới bị bắt đó. Là bây giờ con làm công an. Rồi, con làm công an luôn hả? Con làm công an chạy khỏi bị bắt luôn không? Thì chứ đúng mà, làm công an mà. Mà sao bị bắt? Ai bắt con thì con bắt rồi đó lại. Con gan dữ ha. Rồi con làm công an ấy mà là công an giao thông hay công an gì? Chỉ cần làm... Chú hỏi con kìa. Công an nào mà có được nó à, công an giao thông nè, là có súng giật điện. Còn công an bộ đội nè, là có cây giật điện. Còn con công an cảnh sát nè, có cái còng số 8 phải không? Hả? Có cái còng số 8 phải không? Còng giật điện số 8. Dạ nè, đó, siêu nhân nào, nè, công an nào tẹt. Công an giao thông. Rồi con thích làm công an gì? Mai rằng con cần có cái cày để đánh tội phạm. À, công an cơ động hả? Con biết hát không lửa? Con hát cho chú nghe một bài lửa. Không biết. Không biết hát hả? Nên con chỉ biết hát từ đầu tiên. Rồi bây giờ chào chú, mấy chú đi đặng đi về tắm. Bốn giờ cần bốn giờ. Rồi chào lửa nha. Dạ, chào chị nha chị. Dạ. Chào chung hôn mẹ cái đi nè. Hôn mẹ cái đi. Đi vô tắm.